Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể hội chúng, hôm nay ngày 1 tháng 1 năm 2017, nhằm ngày mùng 4 tháng Chạp năm Bính Thân, trong ngày đầu tiên của năm mới 2017, nhân khóa tu niệm Phật một ngày cuối cùng của năm Bính Thân, ban tổ chức tiếp tục thực hiện chương trình Ánh sáng Phật Pháp kỳ 57 đến chứng minh và tham dự. Trong chương trình Ánh sáng Phật Pháp sáng hôm nay, chúng con xin cung kính giới thiệu có sự hiện diện của Thượng tọa Thích Chân Tính, chủ trì chùa Hoàng Pháp, trưởng ban tổ chức khóa tu, cũng là vị chủ nhiệm chương trình này. Và vị thầy sẽ giải đáp các thắc mắc xoay quanh vấn đề tu học của toàn thể quý vị trong chương trình sáng hôm nay. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Đại Đức Ủy viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai, trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Thống Nhất, chủ trì chùa Huệ Viễn huyện Thống Nhất tỉnh Đồng Nai, Đại Đức Thích Pháp Đăng. Và xin thay lời cho ban tổ chức hân hoan chào đón sự hiện diện của đông đảo quý thiền nam tín nữ Phật tử đã có mặt tại các khu vực giảng đường trong một ngày tu hôm nay. Xin nhiệt liệt chào mừng toàn thể quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, chúng ta tu học Phật Pháp bấy lâu nay đều biết rằng cho đến ngày hôm nay Đức Phật của chúng ta đã nhập Niết Bàn. Pháp nằm trong ba tạng kinh điển, kinh luật luận. Và người quan trọng đó chính là Chư Tăng. Bởi chính Chư Tăng sẽ là người truyền tải giáo lý của Đức Phật đến với tất cả chúng ta. Có sự hiện diện của Chư Tăng, chúng ta mới có điều kiện để tiếp xúc với Phật Pháp dưới sự hướng dẫn của quý Thầy. Chính vì thế, vai trò quan trọng của ngôi Tăng Bảo chúng ta không thể phủ nhận. Và đối với người Phật tử, chúng ta phải có một niềm tin sâu chắc nơi Chư Tăng. Như vậy chúng ta mới có sự thành tựu trong việc tu học Phật Pháp của mình. Tuy nhiên, trong thời hiện đại này, đối với tất cả quý vị, nếu như gặp những trường hợp mà ảnh hưởng đến Chư Tăng thông qua lời nói, hành động, chúng ta phải làm như thế nào, ứng xử ra làm sao? Sau đây xin mời quý vị cùng đến với câu hỏi đầu tiên của chương trình để tìm lời giải đáp. Câu hỏi có nội dung như sau. Kính bạch quý Thầy, thời gian gần đây con thấy trên mạng Internet hay mạng xã hội Facebook liên tục đăng tải những hình ảnh cũng như những đoạn phim không hay về Chư Tăng. Con không biết những hình ảnh hay đoạn phim đó có thật hay không, và nhân vật chính trong đó có phải là các sư, các thầy hay không. Nhưng những ý kiến phản hồi lại của cộng đồng mạng cũng như trong quần chúng thì vô cùng không tốt. Không ít người đã lên tiếng bôi nhọ, chỉ trích, đánh giá xấu về tập thể Chư Tăng, rồi từ đó nói xấu về đạo. Là một người Phật tử, chúng con rất lo lắng về vấn đề này, vì những hình ảnh này có thể sẽ gây mất niềm tin trong quần chúng vào đạo. Vì vậy, chúng con rất mong quý Thầy cho một lời dạy để chúng con tăng trưởng niềm tin vào Chư Tăng, vào đạo, cũng như khi gặp những trường hợp, những thành phần vin vào những hình ảnh hay những đoạn phim đó mà nói xấu Chư Tăng, thì chúng con phải làm như thế nào? Chúng con xin tri ân quý Thầy. Và với câu hỏi đầu tiên này, chúng con xin được thay lời cho đại chúng thành kính cung thỉnh trên Đại Đức Giảng Sư Từ Bi Hoan Hỷ có đôi lời chỉ dạy. Chúng con xin thành kính cung thỉnh Thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Trước khi trả lời câu hỏi đầu tiên, Pháp Đăng thành kính tri ân Thượng tọa trụ trì chùa Hoằng Pháp, Chư Tôn Đức trong ban tổ chức đã tạo duyên lành cho Pháp Đăng được về đây chia sẻ trong chương trình Ánh sáng Phật Pháp cuối năm 2016. Nam mô A Di Đà Phật.
Ở câu hỏi đầu tiên này được xem là một câu hỏi thể hiện cái tình trạng thực tế trong cái thời đại ngày nay. Và câu hỏi này đã biểu lộ cái tâm tư hộ trì chánh pháp, hộ trì tam bảo của Phật tử. Phật tử này đã nêu lên cái tâm tư của mình trước cái thời đại bùng nổ thông tin trên mạng Internet hoặc là những trang mạng xã hội Facebook. Hiện nay, thông tin gần đây thì chúng ta thường thấy có những phản ánh về những hình ảnh, những video clip của Chư Tăng, mà những hình ảnh này được tung lên những trang mạng thì đó cũng là cái dịp để cho những cái người họ có cái nhìn không tốt để mà chỉ trích, bôi nhọ, đánh giá xấu về tập thể Chư Tăng. Như vậy, trước cái tình trạng này thì Phật tử của mình đôi khi cũng hoang mang, hoặc là một số người thấy đó rồi cho rằng mất niềm tin vào đạo, vào quý thầy. Thì bây giờ câu hỏi đầu tiên trước những tình trạng như vậy thì mong quý thầy có một lời dạy để cho tất cả Phật tử tăng trưởng lòng tin vào Chư Tăng, vào đạo, và đối trước những cái hình ảnh, những cái clip nói xấu Chư Tăng như vậy thì thái độ của quý Phật tử phải như thế nào? Thì đó là toàn bộ cái thắc mắc đối với cái câu hỏi đầu tiên. Thì ở đây xin trả lời như sau. Thì trước tiên chúng ta phải tìm hiểu cho rõ trong Kinh Đại Niết Bàn, Đức Phật dạy về bốn cái phương pháp nương tựa, gọi là tứ y đó. Thì đầu tiên là y pháp bất y nhân, nghĩa là chúng ta tu theo lời Phật dạy thì cái cốt lõi là nương tựa nơi giáo pháp của Ngài để hành trì, để tiến đạo. Thì Đức Phật đã khẳng định tất cả đệ tử của Ngài phải thắp đuốc mà tự đi. Mà thắp đuốc bằng cách nào? Thắp đuốc bằng giáo pháp của Phật. Cho nên đầu tiên là y pháp bất y nhân. Thứ hai là y nghĩa bất y ngữ, là chúng ta mượn cái ngôn ngữ trong kinh điển để nhận ra cái lẽ thật tu hành. Đó là ý nghĩa thứ hai. Cái nương tựa thứ ba là y trí bất y thức, là nương vào cái tâm thanh tịnh, sáng suốt, sống được với nó. Còn những cái vọng tưởng, phân biệt, khen chê, tốt xấu, vui buồn đó thì biết nó là không thật, cho nên nhất định không theo. Rồi cái cuối cùng đó là y kinh liễu nghĩa bất y kinh bất liễu nghĩa, là những kinh liễu nghĩa thì chúng ta nương theo, còn những cái bộ kinh mà bất liễu nghĩa thì chúng ta tìm hiểu và nắm rõ toàn bộ cái giáo pháp của Đức Phật. Như vậy, trong bốn cái pháp tứ y này thì đối với câu thứ nhất, chúng ta nên y pháp bất y nhân để mình trọn vẹn cái niềm tin vào đạo pháp. Chẳng hạn, Đức Phật dạy người tu tịnh độ mỗi ngày nắm giữ 6 chữ hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật. Và khi quý Phật tử niệm Phật như vậy, đúng phương pháp, miệng niệm rõ ràng, tai lắng nghe tiếng niệm Phật của mình cho rõ ràng,
và hành trì đúng thì quý vị thấy phiền não bớt không? Bớt rõ ràng, đúng không? Mỗi lần niệm Phật là mỗi lần giảm nhẹ ba món độc: tham lam, nóng giận, si mê, phải không? Mà phiền não giảm thì cái gì nó tăng? Cái tâm thanh tịnh, công đức sáng suốt nó tăng. Như vậy, nương nơi giáo pháp chúng ta tu thì chúng ta thấy có cái hiệu quả rõ ràng. Quý Phật tử đồng ý chỗ này không? Đó là một cái giá trị thực, giá trị lớn lao mà người Phật tử phải nắm cho vững để tiến đạo, không có để những cái gì bên ngoài nó tác động tới mình. Đại sư Ấn Quang, Ngài còn dẫn một câu này: lúc ngồi yên, lỗi mình thường nhớ, khi luận bàn, chớ nói lỗi người. Quý vị có nghe không? Đó. Nhưng mà chúng ta có tật gì? Lỗi mình nhớ hay là nhớ lỗi người ta? Chắc nhớ lỗi người ta, phải không? Cho nên trang mạng nó đăng cái đó là thôi, nhiều người tham gia coi câu view rất là đông, đúng không? Đó là cái lỗi của mình. Thấy lỗi người rất rõ, mà lỗi mình thì mình sao? Mình thường quên. Đó. Mà cái người tu chân thật, như Lục Tổ Huệ Năng nói, nếu là người tu đạo, không thấy lỗi thế gian. Bổn phận mình là người tu thì mỗi ngày ứng dụng lời Phật dạy để chúng ta thực tập cho ba nghiệp thân, miệng, ý từ cái chỗ xấu ác trở nên trong sạch, an vui. Đó là cái bổn phận chính của mình. Chẳng hạn như chúng ta thường thấy ở trên thế gian này, một người mà có cái lỗi á, thì thiên hạ họ soi mói vào. Còn cái tốt, cái đẹp, quý vị thấy sao? Đôi khi mình làm lơ, phải không? Đó là một cái thực trạng, cái bệnh của phàm phu tục tử. Nhưng mà ở đây, Phật tử rất là day dứt đối với hình ảnh của chư Tăng. Nhưng mà quý vị nên nhớ, chư Tăng không phải là một cá nhân vị thầy đó, mà là tập thể tăng đoàn tu hành thanh tịnh đúng giới luật của Phật. Đó gọi là chư Tăng. Và mình đừng có vì một vài cá nhân mà mình cho rằng cả chư Tăng đoàn thể đều xấu như vậy hết. Thì quý vị thấy cái nhìn đó đúng hoàn toàn chưa? Nó quá là lệch lạc. Thế gian thường nói gì? Mía sâu có đốt, đúng không? Rồi câu thứ hai là gì? Nhà dột có nơi, đúng không quý vị? Một hai vị tăng có cái lỗi đó, rồi chúng ta vơ đũa cả nắm, tăng ni đều như vậy hết. Thì cái nhìn đó quá nông cạn, quá lệch lạc. Chứng minh đạo Phật là một cái đạo trí tuệ, từ bi là một cái sự thật tồn tại mãi đối với thời gian, đối với không gian. Chẳng hạn như trong lịch sử Phật giáo Việt Nam, chưa từng có một cái vị vua nào mà đi tu, mà riêng Phật giáo Việt Nam có vua Trần Nhân Tông ở đời Trần, là một vị vua mà tuy ở cái địa vị cao sang quyền quý, còn ở tại ngôi đó mà đã ăn chay rồi, thân thể đến nỗi ốm gầy, sống đạm bạc. Thì vua cha của Ngài là vua Trần Thánh Tông á, mới thấy vậy mới than: nay ta đã già, chỉ trông cậy một mình con làm như thế làm sao gánh vác sự nghiệp của tổ tiên. Quý vị thấy một người mà ngồi ở trên cái chỗ quyền lực cao nhất như vậy, ăn chay dễ hay khó? Rất khó. Mà vua Trần Nhân Tông từ lúc nhỏ đã làm được rồi. Rồi kế nữa, sau hai lần lãnh đạo dân quân Đại Việt đánh thắng giặc Mông Nguyên,
Thì năm 1293, Ngài nhường ngôi cho anh Tông lên làm Thái Thượng Hoàng và chuẩn bị con đường xuất thế cho mình. Thì bước đầu Ngài ở Vũ Lâm, thì Đại Việt Sử Ký Toàn Thư ghi như vậy: bấy giờ Thượng Hoàng ngự đi Vũ Lâm dạo chơi hang đá, thì cửa núi đá hẹp, Thượng Hoàng đi cái chiếc thuyền nhỏ, thì Thái Hậu Tuyên Từ ở đằng đuôi thuyền, gọi Văn Túc Vương lên mũi thuyền, chỉ cho một phu chèo thuyền mà thôi, kịp đến khi Thượng Hoàng xuất gia. Khi Thượng Hoàng sắp đi tu thì bèn mời đạo tải vào điện dưỡng đức, cung Thánh Từ ban cho ngồi ăn đồ biển. Quý vị thấy Thái Hậu thương Ngài, biết Ngài đi tu cho nên đãi một cái bữa ăn, bây giờ là hải sản á. Nhưng mà thái độ của vua Trần Nhân Tông biểu lộ qua bốn câu rất là đặc biệt: chân rùa bóc đỏ mọng, yên ngựa nướng vàng thơm, sơn tăng giữ giới sạch, cùng ngồi chẳng cùng ăn. Quý vị thấy hay không? Đó. Mà cái gì tạo nên cho một vị vua đời Trần ở Việt Nam đang ở cái chỗ quyền quý cao sang nhưng mà đời sống rất là thanh tịnh xuất trần? Do cái gì? Do ảnh hưởng lời Phật dạy. Quý vị thấy đồng ý không? Còn nếu mà không ảnh hưởng thì chắc cũng như bao nhiêu người khác. Và khi Ngài đi tu thì càng là một cái điều rất là đặc biệt. Thì Ngài lên Yên Tử quyết tâm sống đời giải thoát, từ bỏ những hưởng thụ của thế gian, thực hành 12 hạnh đầu đà, sống khổ hạnh đạm bạc, lấy hiệu là Hương Vân Đại Đầu Đà. Thì đến đây Pháp Đăng có đọc một cái đoạn sử của Ngài ở trong cái phần lịch sử của Việt Nam mình. Thì khi vua Trần Nhân Tông bây giờ đi tu rồi đó, lấy hiệu là Hương Vân Đại Đầu Đà về triều, thì từ triều trở về núi Yên Tử, thì vua Trần Anh Tông mới mời Ngài ngồi thuyền rồng đi cho khỏe. Lúc đó tuổi Ngài cũng đã cao rồi, nhưng mà đặc biệt vua Trần Nhân Tông nhất định không ngồi, đi bộ từ ở cung vua cho đến núi Yên Tử để giữ tròn cái hạnh đầu đà như vậy. Đọc đến đây chúng ta rất là cảm phục cái tinh thần tu hành, hành đạo của các bậc thiền tổ, tổ xưa. Và trong cái lúc Ngài đi tu, Ngài đắc đạo ở tại núi Yên Tử, thì Ngài có soạn một cái bài ca gọi là Đắc Thú Lâm Tuyền Thành Đạo Ca. Thì trong đây nghe quý vị thấy bài ca này rõ ràng biểu lộ có một người tu mà đắc đạo chứ không phải là thường được. Công danh chẳng trọng, phú quý chẳng màng, tần hán xưa kia xem đà nhàn hạ, yên bề phận khó, kiếm chốn dưỡng thân, khuất tịch non cao, náo mình sơn giả, vượng mừng hữu hỷ, làm bạn cùng ta, vắng vẻ ngàn kia, thân lòng hỷ xã. Rồi kế nữa, hai câu này biểu lộ cái chí của Ngài: dốc chí tu hành, giấy sòi vó vá. Rồi biểu lộ quên thân để tu, thân này chẳng quản, bữa đói bữa no. Quý vị thấy cao quý không? Khi đi tu, Ngài thấy công danh phú quý như là cái đôi dép rách mà thôi, không có cái gì là bền chắc hết. Một vị vua mà bỏ ngôi, nhường ngôi mà đi tu, mà lên chỗ núi Yên Tử là một cái chỗ gọi là rừng rậm núi non như vậy để tu hành, bỏ hết tất cả những cái công danh phú quý, ẩn mình nơi vắng vẻ, đối với thân tâm Ngài cũng buông bỏ, ăn mặc đơn sơ, đói no chẳng quản, quên thân mình
để hành đạo. Như vậy chúng ta tu bây giờ vô chùa Hoằng Pháp mà thầy chủ trì bỏ đói, quý vị chịu tu không? Chịu tu không? Mà ngài vua Trần Nhân Tông còn ở cung thì biết bao nhiêu là cung phi mỹ nữ, đúng không? Người này dâng món này, người nọ dâng món nọ, mà tới chừng đi tu rồi quý vị thấy thân này chẳng quản bữa đói bữa no. Cái chí tu hành này yếu hay quá mạnh? Mạnh không? Mạnh như vậy. Cho nên ngài là một cái tấm gương sáng muôn đời cho đất nước Việt Nam nói chung, cũng như cho lịch sử Phật giáo Việt Nam nói riêng. Và kế nữa, lúc còn ở chốn kinh đô thì quý vị thấy ngài có viết cái bài Cư Trần Lạc Đạo á, chúng ta thấy rất là đặc biệt. Mình ngồi thành thị nết dùng sơn lâm, muôn nghiệp an nhàn thể tánh, nửa ngày rồi tự tại thân tâm, tham ái nguồn dừng chẳng còn nhớ, châu yêu ngọc quý thị phi tiếng lặng, được giàu nghe yến thốt oanh ngâm. Đó, ở trong cái chốn cung vua như vậy nhưng mà cái thân tâm ngài là sao? Nó yên lặng, nó không đắm nhiễm như người đang ở chốn núi rừng. Đó, muôn nghiệp nó lặng là trong tâm ba cái nghiệp độc á, tham sân si, nó lặng hết rồi. Cho nên ngài sống trong cái thảnh thơi với cái tâm chân thật sáng suốt. Ở hai câu cuối rất là quan trọng: tham ái nguồn dừng chẳng còn nhớ, châu yêu ngọc quý. Đó, vua mà không yêu châu ngọc, quý vị thấy lạ không? Cái đó là do đâu? Do cái tâm tham ái nó dừng, nó lặng rồi, cho nên không còn yêu quý châu ngọc nữa. Quý Phật tử ngồi đây còn yêu quý nó hay hết rồi? Chắc cũng còn mà chút chút, phải không? Mà ngài đặc biệt quá, ở trong chốn cung vua mà cái đó nó lặng hết. Rồi kế nữa, thị phi tiếng lặng, dầu nghe yến thốt quanh ngâm mà tâm ngài vẫn không có bị dính mắc. Bao nhiêu mỹ nữ, người này tâu cái này, người kia tâu cái nọ, quý vị thấy bực không? Nói xấu nó đồ đủ thứ hết, thị phi tràn ngập, mà ngài khẳng định trong tâm nó lặng rồi. Dầu bên ngài nghe cái tiếng yến thốt quanh ngâm như vậy mà ngài nhất định không có dính mắc. Như vậy, qua cái cuộc đời tu tập của vua Trần Nhân Tông, đại khái dẫn sơ lược cho quý Phật tử nghe, từ lúc ngài còn làm vua cho đến lúc ngài đi tu, quý vị thấy đặc biệt không? Quá là đặc biệt. Còn làm vua thì sống đời đạm bạc, đơn sơ. Rồi lúc mà không làm vua nữa, truyền ngôi lại lên núi Yên Tử tu, thì công danh phú quý bỏ hết và tu dứt khoát cho đến lúc thành đạo. Và tấm gương của những bậc cao tăng đắc đạo, của những bậc tổ sư như vậy, chứng minh cho chúng ta thấy rõ chư tăng đúng nghĩa là như vậy: giữ giới thanh tịnh, tu hành thanh tịnh, làm lợi ích cho chúng sanh. Đó là thật nghĩa của chư tăng. Cho nên dù chúng ta có gì nghe những cái phong ba bão táp đi chăng nữa, nhưng mà ca dao Việt Nam có một câu như vậy: dầu ai nói ngã nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân. Vậy chúc Phật tử vững như kiềng ba chân, đừng có bị lay động bởi những cái thông tin này, thông tin nọ. Bởi vì bản chất thật của đạo Phật là từ bi trí tuệ, bản chất thật của chư tăng là thanh tịnh hòa hợp, không nghi ngờ. Quý Phật tử chịu chưa? Nam mô A Di Đà Phật. Xin trả lời câu hỏi thứ nhất như vậy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin thành kính tri ân phần giải đáp trong câu hỏi đầu tiên vừa rồi của Đại Đức Giảng Sư. Sau đây chương trình xin được tiếp tục với câu hỏi thứ hai. Câu hỏi có nội dung như sau. Kính bạch quý Thầy, con là một Phật tử đã quy y Tam Bảo cách đây vài năm. Khi nghe quý Thầy giảng về trách nhiệm hoằng pháp của người Phật tử tại gia, con rất trăn trở và mong muốn mình cũng góp một phần vào việc này. Nhưng lại có vấn đề xảy ra ở đây. Khi con khuyên người thân, người quen hay những người xung quanh đến chùa quy y Tam Bảo và học Phật Pháp, thì mọi người lại đắn đo, không muốn quy y vì sợ rằng không giữ trọn vẹn được năm giới. Con không biết mình phải giải thích như thế nào để mọi người hiểu và mạnh dạn đến chùa quy y thọ giới. Ngoài ra, con muốn hỏi thêm một vấn đề về giới thứ năm, giới không uống rượu. Đức Phật cấm người Phật tử tại gia không uống rượu, ngày nay mở rộng ra với các chất gây say, gây nghiện. Vậy những người sản xuất rượu, bán rượu cũng như các chất đó thì sao ? Họ có phạm giới không ? Nhân quả tội báo trong trường hợp này như thế nào? Kính mong quý Thầy chỉ dạy cho hàng Phật tử chúng con được rõ. Con xin tri ân quý Thầy. Và với câu hỏi thứ hai này, có lẽ không riêng gì đối với Phật tử đã đặt ra câu hỏi, mà tất cả quý vị ở đây, chúng ta đã từng hoặc ít hoặc nhiều gặp trường hợp này. Như vậy chúng ta sẽ ứng xử như thế nào? Xin mời quý vị cùng lắng nghe phần giải đáp của Đại Đức Giảng Sư. Với câu hỏi thứ hai này, chúng con xin thành tâm cung thỉnh Đại Đức từ bi hoan hỷ có đôi lời giải đáp. Thành kính cung thỉnh Thầy. Ở câu hỏi thứ hai, quý Phật tử có một cái tâm là góp phần vào cái việc lớn, đó là hoằng pháp, nghĩa là truyền rộng pháp của Phật, mà gần nhất là đối với những người xung quanh của mình. Nhưng mà khi khuyên họ quy y giữ giới thì họ không dám. Họ không dám là vì sao? Bởi vì những người này họ e rằng hễ quy y nhận giới rồi không giữ được thì mắc tội thêm. Đó, cái này thực tế lắm. Đôi khi quý Thầy khuyên quy y nhận giới thì cũng có nghe vài trường hợp như vậy, là bởi vì chúng ta chưa hiểu rõ quy y cái nghĩa nó là thế nào và giá trị của việc giữ giới ra sao. Thì đầu tiên để trả lời vấn đề thứ nhất thì giải thích cho quý vị rõ được cái việc quy y và thọ giới. Quy y có nghĩa là quay về nương tựa. Tại sao mình phải quay về nương tựa với Tam Bảo? Bởi vì trên cái đường đời này, quý vị thấy có nhiều người nương tựa nơi ai? Nương tựa nơi ma men, phải không? Nương tựa nơi gì nữa? Ma đề, đúng chưa? Ma gì nữa quý vị? Ma đá gà, nhiều ma lắm, đúng không? Cho nên mình phải khẳng định con đường chúng ta chọn đó là nương tựa nơi Tam Bảo. Mà nương tựa nơi Tam Bảo là nương tựa nơi con đường sáng suốt tràn trề, một con đường chân chánh giúp cho chúng ta có một cuộc đời hướng thượng, hướng tới cái cao quý, cái đẹp đẽ của sáng suốt và tình yêu thương rộng khắp. Nhưng mà cái quy y nương tựa này, quý vị phải nhớ, chư tăng có ép quý vị quy y không? Có ép không? Có dụ dỗ quý vị không? Mà do đâu? Do chúng ta tự giác, tự nguyện. Mình thấy Tam Bảo là cái chỗ cao quý, sáng suốt, chân chánh, thì mình bỏ ma men, ma cờ bạc, ma ăn chơi, sa đọa đó, để định hướng quay về nương tựa với Phật, rồi gì nữa, với Pháp, rồi với chư Tăng. Đó là cái tinh thần của cái việc quy y.
Nhưng mà nhiều Phật tử không hiểu cái tinh thần này, lại nghĩ quy y cho có phước, cho hết bệnh, cho Phật gia hộ qua tai ách, thì đó quy y bằng cái sáng suốt hay mê tín? Mê tín. Mà mê tín là trúng lời Phật dạy chưa? Chưa, phải không? Thậm chí có nhiều người tắt thở rồi, cái gia đình đem cái phái quy y để lên ngực á, để làm chi quý vị biết không? Xuống dưới Diêm Vương có bắt tội thì trình phái quy y ra để trốn tội. Cái đó là cái đôi khi chúng ta nghĩ quá là xa cái việc cao quý của cái quy y. Cho nên quy y rồi thì tới việc nhận cái năm giới. Đó, nhận cái năm giới này, nhiều người nghĩ mới vừa tu cái chưa chi cái ép buộc đủ thứ hết. Đó, cho nên e dè, sợ. Nhưng mà hỏi trở lại quý vị, quý Phật tử đều là cha, là mẹ, ông bà trong gia đình. Quý vị thường răn dạy con cháu mình, các con, các cháu không được đi đâu quá 10 giờ tối, đúng không? Con cháu nghe như vậy tưởng ông bà cha mẹ làm khó mình, nhưng mà thật sự bậc trên trước làm khó hay là thương con thương cháu mới răn dạy? Thương, đúng không quý vị? Thì Đức Phật cũng vậy. Đức Phật thương chúng sanh, không muốn cho tất cả chúng sanh tạo cái nghiệp ác để rồi phải nhận lãnh cái quả báo khổ, nên yêu cầu phải giữ năm giới. Đó, mà giữ giới này mình cũng tự nguyện, chứ Phật không bắt buộc. Giữ được giới nào thì phát nguyện giữ giới đó, là tinh thần tự nguyện hoàn toàn. Bây giờ năm giới cấm là gì? Một, không sát sanh, giết con người cho đến giết con vật, thì Đức Phật cũng khuyên là không có được tạo cái nghiệp đó. Mình giết người thì phải vào đâu ngồi? Vào tù ngồi, đúng không? Hoặc là bị tử hình, đúng chưa? Mà nghiệp sát sanh thì cái quả báo là gì? Chết yểu và gì nữa? Và bệnh tật. Quý vị sống có ai muốn mình chết yểu bệnh tật không? Đâu có ai muốn. Rồi cái thứ hai, không trộm cướp. Không trộm cướp thì được quả báo gì? Giàu sang phú quý, đúng chưa? Cái thứ ba là không tà dâm. Không tà dâm thì được quả báo lành, gia đình hạnh phúc an vui. Còn có chồng có vợ mà ngoại tình bừa bãi thì quý vị thấy hạnh phúc an vui hay là chén đĩa nồi nó bay ra khỏi nhà? Chắc nó bay dèo dèo, đúng không? Đó. Rồi cái thứ tư, Phật dạy không nói dối. Quý vị muốn mình sống có uy tín hay là muốn mình mất uy tín? Muốn cái nào? Muốn có uy tín, đúng không? Có uy tín thì phải làm sao? Không được nói dối, đúng chưa? Nói cái gì làm cái đó, hứa ai cái gì phải giữ tròn lời hứa. Như vậy Phật tạo cho mình cái uy tín. Rồi cái thứ năm, không uống rượu, xì ke, ma túy, các chất say nghiện thì được cái thông minh trí tuệ. Như vậy giữ năm giới là giữ tròn cái đạo đức của một con người và được năm cái quả báo lành. Nhắc lại cho quý vị nghe: một, sống lâu ít bệnh. Đó. Hai, giàu sang phú quý, phải không? Ba, thân thể đẹp đẽ, gia đình hạnh phúc. Bốn, uy tín tràn trề. Năm, thông minh trí tuệ. Quý vị muốn đời sống mình được năm cái hạnh phúc này không? Muốn không? Đó, ai cũng muốn hết. Nhưng mà muốn năm cái này, lại Phật xin Phật Phật cho, hay phải giữ năm giới mà được? Lại Phật xin Phật mà về làm ác hoài, chắc Phật phò hộ không nổi, phải không? Mà Phật tử mình thích xin Phật hay thích tu theo Phật? Vậy chúc mừng quý vị nha, thích tu theo Phật mới đúng. Còn xin mà không giữ thì chắc Phật không có giúp được. Cho nên giữ giới đó là cái hàng rào ngăn chúng ta không có làm điều ác. Mà không làm điều ác thì điều lành nó tăng trưởng.
điều lành nó tăng trưởng thì hạnh phúc, an vui đến với chúng ta ngay trong đời hiện tại. Cho nên đối với câu này, Phật tử mà sợ quy y, sợ thọ giới vì rằng hễ phạm thì phải mang tội, thì Phật tử này nên hiểu bằng cái tinh thần tích cực như vậy: nhờ quy y thọ giới mà tôi không phạm tội. Hiểu ngược lại, hiểu tích cực thì mới đúng với cái tinh thần quy y thọ giới. Chẳng hạn Phật tử sắp Tết rồi, phải đi dự cái tổng kết này, tổng kết kia cuối năm, thì sắp bưng ly bia, ly rượu lên uống, thì phải nghĩ sao? Mình Phật tử thọ giới rồi thì sao? Quý vị thấy nó bớt lại không? Nó bớt lại tức thì. Là nhờ cái gì mà giúp chúng ta kềm lại, thắng lại, bớt lại? Nhờ cái tự phát nguyện quy y và tự phát nguyện thọ giới. Nên nó có một cái sức mạnh, nó ngăn chúng ta không làm điều ác. Vậy quý Phật tử nên quy y, nên thọ giới hay là sợ? Phải nên, phải không? Phải dõng mạnh, tích cực tiến tới. Rồi ngoài ra, Phật tử này còn hỏi một vấn đề nữa là giới không uống rượu. Phật cấm người Phật tử tại gia không được uống rượu và các chất say nghiện. Còn những người sản xuất rượu và bán rượu cũng như các chất đó thì có phạm giới không? Và nhân quả tội báo trong trường hợp này như thế nào? Đó. Thì cái chỗ này quý thầy xin giải thích cho quý vị như sau. Đối với cái việc không uống rượu thì Đức Phật đã đưa vào cái điều thứ năm của giới dành cho người Phật tử tại gia. Tại sao như vậy? Bởi vì đạo Phật chủ trương là giác ngộ, mà giác ngộ là cái trí tuệ phải sáng suốt. Thì muốn được cái đó thì nội tâm chúng ta phải điềm đạm, tỉnh sáng. Uống rượu vào thì quý Phật tử thấy tỉnh sáng nổi không? Đi nghiêng xẹo đủ thứ hết, thậm chí nằm ngủ ngoài ruộng, ngoài bờ cũng chẳng ai hay, đúng không? Cho nên Đức Phật cấm là Đức Phật thương mình, giúp cho mình có cái sáng suốt trong cuộc sống hiện tại. Còn ngược lại, mê mờ thì trái với cái mục đích giác ngộ. Cho nên người Phật tử vì cái sự nghiệp giác ngộ, lợi ích cho mình, cho người thì nhất định không uống rượu. Và Đức Phật ngăn không cho Phật tử uống rượu. Và đối với cái nghề nghiệp thì Đức Phật cũng dạy như sau trong kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân. Thì ngài Ubali mới thưa Đức Thế Tôn: Bạch Đức Thế Tôn, hàng U Bà Tát đã thọ năm giới, có được sinh hoạt mua bán làm ăn chăng? Thì Đức Phật bảo được, nhưng phải tránh năm nghề. Như vậy Phật không cấm Phật tử tại gia làm giàu, nhưng phải tránh những cái nghề nghiệp ác. Một là không làm nghề đồ tể, buôn bán súc sanh. Hai, không được làm nghề mua bán đao trượng, cung tên, các đồ binh khí. Ba, không được làm nghề bán rượu. Đó. Rồi bốn, không được làm nghề ép dầu vì làm chết vô số sanh trùng. Năm, không được làm nghề nhuộm năm đại sắc vì cũng giết nhiều sanh trùng. Như vậy, nghề nghiệp Đức Phật cũng chỉ dạy rất rõ, tránh cái nghề nghiệp ác mà làm việc sinh sống bằng cái nghề nghiệp lành. Thì ở đây Phật tử hỏi là đối với cái người mà sản xuất rượu rồi những chất gây nghiện như vậy thì có phạm giới không? Thì quý vị trả lời có hay không? Họ đâu có nhận giới đâu mà phạm. Những người thọ giới mà làm thì mới phạm giới. Nhưng mà người này không phạm giới, nhưng mà sao?
tạo cái nhân quả xấu, nhân quả ác. Bởi vì sản xuất những cái chất đó ra làm cho thế gian này con người trong cái mê cuồng không có tỉnh sáng. Đó. Mà con người mê cuồng không tỉnh sáng thì trong Kinh Trung A Hàm Đức Phật nói có 6 điều lỗi. Một là mất của, hai sanh bệnh, ba gây gỗ đánh nhau, bốn mang tiếng xấu, năm khởi tâm sân si, sáu trí tuệ ngày càng lu mờ. Như vậy mình không uống rượu, nhưng mà cái người sản xuất rượu ra, trong cái đạo lý nhân quả, mình cho người cái gì thì mình nhận lại cái gì? Cái tương xứng. Cho nên cho người cái bệnh hoạn, cái mê loạn, cái mất bình tĩnh thì nhất định cái người buôn bán tạo ra những chất đó sẽ nhận trở lại cái đau khổ giống như vậy. Pháp đang kể một cái câu chuyện này là một câu chuyện có thật mà chính Pháp Đăng cũng gọi là chứng kiến. Thì Pháp Đăng sanh ra cũng trong một cái xóm lao động bình dân ở tại cái đất thành phố này. Trong xóm đó, do cái xóm lao động bình dân cho nên cũng có một cái thành phần gọi là chuyên mua bán xì ke ma túy, mà mua bán từ trước năm 75 cho đến sau năm 75 cũng còn hành nghề. Mà lúc mới đầu á, thì thấy gia đình họ giàu có lắm. Nhưng mà dần dần á, thì quý vị thấy con cũng nghiện hút, cháu cũng nghiện hút và đều bị nhiễm HIV hết. Cái bà cụ mà là đầu não á, chuyên bán cái đó, thì khi bà mất, vừa khiêng quan tài ra khỏi nhà thì đứa cháu nội ở trong nhà bị nhiễm HIV cũng tắt thở. Vừa khiêng quan tài ra khỏi nhà thôi thì đứa cháu nội gái trong nhà cũng vừa mất ngay tức khắc đó. Và cả gia đình con cháu đều nhiễm HIV và nghiện xì ke ma túy hết. Gia đình bắt đầu suy sụp, sa sút, sống trong cái cảnh nghèo nàn như vậy. Đó là một cái quả báo, gọi là tội báo mà Pháp Đăng chứng kiến rõ ràng. Cho nên từ cái chỗ này, quý Phật tử có thương kính Đức Phật không? Thương không? Phật dạy mình không uống rượu, rồi còn chỉ dạy tận tường cái nghề nghiệp sinh sống nữa. Thì mong quý vị thấy cái nhân quả nghiệp báo như vậy, đừng có ham cái đồng tiền trước mắt, đừng bị cái lòng tham nó kích động, rồi mình lãng quên lời Phật dạy, sinh sống bằng cái nghề nghiệp ác, thì cuối cùng quả báo nó tha không? Nó không tha, mà nó chỉ có đến sớm hay đến muộn mà thôi. Vậy đối với câu thứ hai này, trong cuộc sống hàng ngày thì mong tất cả quý Phật tử phải sáng suốt, chọn cái nhân lành mình làm, từ bỏ, mà phải từ bỏ dứt khoát nha, đừng có dây dưa đó, từ bỏ dứt khoát những cái nhân ác thì nhất định chúng ta được an vui hiện tại, mà hiện tại an vui thì nhất định tương lai cũng được an vui hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin thành kính tri ân phần giải đáp trong câu hỏi thứ hai vừa rồi của Đại Đức Giảng Sư. Sau đây chương trình xin được tiếp tục với câu hỏi thứ ba, cũng là câu hỏi cuối cùng của chương trình hôm nay. Câu hỏi có nội dung như sau. Kính bạch quý thầy, con xin được hỏi quý thầy một vấn đề như sau. Thông thường chúng con ở ngoài đời, khi gặp những khúc mắc, xích mích với ai hoặc có những bất đồng quan điểm với ai thì cần phải trình bày, cần phải bày tỏ ra để người ta hiểu mình. Từ đó mà đôi bên hiểu nhau và giải quyết được vấn đề.
Trong Phật Pháp, Đức Phật dạy không nên tranh luận, hòa thượng nhất hành hay đề cập đến im lặng, hùng tráng. Hoặc như người xưa cũng nói rằng, oan ức không cần biện bạch, vì làm như vậy là hèn nhát, mà trả thù thì oán đối kéo dài. Như vậy, chúng con nên im lặng hay nói lên quan điểm của mình? Hai điều này có chống trái với nhau hay không? Trong cuộc sống này có quá nhiều điều không như ý muốn. Nếu chúng con cứ theo kiểu ngậm bồ hòn làm ngọt, không biện bạch, liệu có được hạnh phúc hay không? Vì lúc nào mình cũng trong tư tưởng mình là người bị oan mà không giải bày được. Kính mong quý Thầy cho chúng con vài lời chia sẻ trong vấn đề này. Chúng con xin tri ân quý Thầy. Và với trường hợp trong câu hỏi cuối cùng của chương trình hôm nay, chúng con xin thành kính cung thỉnh Đại Đức Giảng Sư sẽ có đôi lời chia sẻ. Thành kính cung thỉnh Thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Trong cái câu hỏi thứ ba này, câu hỏi này rất là hay. Đôi khi chúng ta đối diện với cái cảnh bên ngoài mà mình thiếu tỉnh sáng một chút thôi là nhất định chúng ta sẽ quên phăng cái lời Đức Phật dạy. Nhất định. Và cái cảnh mà cái câu hỏi này đặt ra là gặp người mà người ta vu oan cho mình á, thì mình nên im lặng hay là nên giải bài? Đó, dẫn cái lời của Hòa Thượng Nhất Hạnh thì Ngài hay nói im lặng, hùng tráng. Rồi câu thứ hai là dẫn là câu của người xưa. Ở đây thì nói là, nói rõ là trong luận niệm Phật Bảo Vương Tam Muội, người xưa là trong cái luận đó rõ ràng, oan ức không cần biện bạch, vì làm như vậy là hèn nhát, mà trả thù thì oán đối kéo dài. Như vậy, đối với thế gian thì người ta nói xấu mình thì mình phải trả lời lại, đúng không? Để mình bảo vệ cái trong sạch. Nhưng mà tại sao trong đạo Đức Phật, chư Tổ, quý Hòa Thượng lại phải kêu im lặng là hùng tráng, rồi dẫn cái lời trong luận niệm Phật Bảo Vương Tam Muội, oan ức không cần biện bạch, nếu mà biện bạch thì oán đối kéo dài, thì Phật tử rất là phân vân. Như vậy thì có chống trái với nhau không ạ? Thì thật sự trả lời, chống trái với nhau khác biệt ở chỗ nào? Khác biệt một bên là người mê thì lo chống trái, phải không? Một bên là gì? Người tỉnh thì bình thản đón nhận. Chống trái là chống trái chỗ đó, chứ không có cái gì là khác nữa hết. Tại sao khác biệt ở một bên là người mê, một bên là người tỉnh? Tại sao? Là bởi vì chúng ta còn là chúng sanh, còn là phàm phu, thì lúc nào cũng bảo vệ cái gì là tốt nhất? Bảo vệ cái gì? Bảo vệ cái tâm ích kỷ, đúng không? Của mình, cho nó là số một, đúng không quý vị? Mà ai đụng tới cái số một này thì sao? Quý vị chịu đựng nổi không? Ai đụng tới số một thì chắc cũng là làng, đúng không quý vị? Đó là cái thường của một chúng sanh. Người ta chê mình thì mình giận, còn lúc được cái lời khen thì sao? Đỏ mặt mừng liền tức khắc, đúng không quý vị? Đó là tâm mình còn dao động trước cái hoàn cảnh bên ngoài. Rồi kế nữa, một người mà nói xấu quý vị, hại quý vị, nếu mà cái người không tỉnh sáng thì tìm mọi cách trả thù cho hả dạ. Quý vị đồng ý không? Nhất định phải nói câu nặng hơn mới hả dạ mình. Mà trả thù xong quý vị thấy nhẹ không? Người phàm á, thì họ thấy trả thù xong mừng lắm, nhẹ lắm. Nhưng mà quý vị thấy bên kia
họ khổ, họ có tha chúng ta không? Mình nói nặng người ta, mình tưởng người ta im, ta thua rồi, mà thật sự cái thù đó nó còn dai dẳng hoài, không bao giờ dừng hết. Cho nên chúng ta cứ bị cái cơn nước lũ của cái dòng nghiệp thức si mê nó lôi cuốn mình hoài, vai trả, trả vai đủ thứ hết. Đó là cái thường của một người mê. Còn đối với một người tỉnh thì quý vị thấy thân này, cái người mà có học đạo, hiểu đạo, tu đạo thì thấy thân này chắc thiệt hay tạm bợ? Tạm bợ đúng không? Mà tạm bợ là nó trải qua bốn cái tướng vô thường: sanh, già, bệnh, chết, đúng không quý vị? Chúng ta ngồi đây, người 50kg, 60kg, 70kg, đúng không? Đi đứng nhanh nhẹn mà tắt thở rồi, đưa vô lò thiêu, nhấn nút thì còn bao nhiêu ký? Còn chừng bao nhiêu? Còn chừng hũ à, hũ tro, đúng không quý vị? Như vậy thân này là cái đống tro tàn, là cái bại hoại. Cho nên cái người tỉnh họ thấy rõ cái đó, mà thấy rõ cái đó rồi thì khen người ta có mừng không? À, khen thì biết, lời khen vậy thôi, cố gắng sống tốt hơn. Còn chê vu oan, người này giận nhiều hay giận ít? À, biết thân tạm bợ, giận chút mà thôi à, đúng không quý vị? Cái khác biệt là khác biệt ở chỗ mê và chỗ tỉnh. Và cái câu mà Hòa Thượng Nhất Hạnh nói, im lặng hùng tráng, quý vị biết hùng tráng chỗ nào không? Cái người im lặng là người hùng tráng. Mà hùng tráng trong im lặng nó hùng tráng cái gì? Người này im lặng là bởi vì tâm người này vững chãi trước mọi hoàn cảnh, thảnh thơi, nhẹ nhàng trước những lời khen tiếng chê. Hùng tráng là hùng tráng chỗ đó. Còn mình lanh lợi quá, hơn thua phải quấy, ai nói động tới cái mình đớp người ta, ai nói động tới cái mình sân với người ta. Ngoài đời thì cho là hay, nhưng mà đối với cái nhìn của Đức Phật, cái nhìn của những người tỉnh thức, cái đó hay hay dở? Dở ở chỗ nào? Dở ở chỗ là người này không làm chủ được cái tâm sân của mình. Đạo Phật chiến thắng chính mình. Làm chủ ai? Làm chủ chính mình. Làm sao cho ba món độc tham, sân, si nó không não loạn tâm mình, mình không bị nó chi phối được. Đó là người hùng tráng. Quý vị đồng ý không? À, Kinh Di Giáo Đức Phật nói một câu rất là hay, có đang đọc mà đang rất là thấm. Mà thấm mà đôi khi cũng mắc cỡ. Mắc cỡ chỗ nào? Mình tu chưa được tới chỗ đó. Câu này Đức Phật dạy vô cùng hay. Ngài nói, người mà nhận được cái lời chê bai chửi mắng của thế gian mà tâm họ bình thản như uống nước cam lồ á, thì ta nói đó là người trí tuệ được đạo. Quý vị thấy hay không? Đó, hay, nhưng mà nghe xong mình cũng chắc trốn xuống đất mình trốn. Phải không? Trốn mình tu mình xấu hổ quá, đúng không quý vị? Người tu hoặc người sống trên thế gian khẳng định được chúng ta ở chỗ nào? Vững vàng trước mọi hoàn cảnh. Dù quý Phật tử lại Phật 1000 lại, niệm Phật 1000 câu, tụng trọn bộ kinh này bộ kinh kia, cúng dường tam bảo đều rất đáng quý, nhưng mà làm sao đúng như Đức Phật nói, tâm phải như uống nước cam lồ trước những lời chê bai chửi mắng của người khác. Quý vị uống nước cam lồ được không? Thôi cũng cố gắng tập nha. Tập cái đó rồi thì chúng ta mới được thảnh thơi, nhẹ nhàng trong cuộc sống này. Có một lần Đức Thế Tôn đi khất thực tới một cái làng Bà La Môn nọ, thì có ông Bà La Môn ở tại chỗ đó, ông theo, ông chửi Phật hoài.
mà Đức Phật cứ chậm rãi đi trước, rồi ông cứ đi theo sau chửi, mà Phật cứ làm thinh đi hoài, không nói gì hết. Quý vị sao? Nếu mà chúng ta bị chửi vậy, mình im lặng với Phật được không? Chắc cũng nói là vài câu đúng không? Mà Phật im lặng, Phật đi. Ông tức quá, ông mới đón đường Đức Phật, ông hỏi: Cù Đàm, ông có điếc không? Tại sao tôi chửi mà ông không trả lời? Đức Phật mới đáp bằng một cái câu: Giả sử nhà ông có giỗ, ông mời khách tới dự, tiệc xong khách ra về, ông đem quà bánh tặng khách, khách không nhận, thì quà bánh về ai? Về ai quý vị? Thì ông Bà La Môn cũng nói: Tôi tặng mà họ không nhận thì về tôi chứ về ai? Đó, thì Đức Phật mới chậm rãi nói tiếp: Cũng vậy, ông chửi ta không nhận thì có dính dáng gì với ta đâu. Đó, quan trọng ở chỗ nào? Quan trọng ở chỗ mình đừng có bị dính. Mà quý vị thấy mình nhạy bén lắm, nghe ai nói tên tuổi mình xa xa cái mình dính liền à. Lắng nghe cho kỹ, có phải nói tới tên tôi hay không, đúng không? Rồi một trường hợp thứ hai, thì Đức Phật cũng đi giáo hóa ở vùng Bà La Môn, thì đệ tử của Bà La Môn theo Phật rất là đông, thì ông thầy Bà La Môn bực bội lắm, thì chờ Phật đi khất thực, ổng cũng theo sao, ổng chửi ngài: Thôi thậm tệ. Thì Đức Phật cứ thông thả đi, thì tới cái ngã ba đường, ông này cũng bực quá, chịu không nói, chửi mà sao Phật im lặng hoài. Thì ổng chặn lại, ổng hỏi: Ngài Cù Đàm, ngài thua tôi chưa? Thua trong cái chữ lộn á. Ông hỏi ngài thua tôi chưa? Thì Đức Phật mới chậm rãi trái tọa cụ, ngồi xuống đất, rồi ngài nói bài kệ: Kẻ hơn thì thêm quán, người thua ngủ chẳng yên, hơn thua hai điều xả, ấy được an ổn ngủ. Khỏe không quý vị? Ví dụ mình muốn thắng người ta, mình nói lại thì mình hơn thì mình thêm cái gì? Thêm quán thù, phải không? Rồi cái người thua mình, họ về họ chịu yên không? Họ về họ cũng khổ, ngủ không được, tức quá thua người này rồi. Thì Đức Phật mới đưa ra một cái phương thức để mà được an ổn, đó là gì? Hơn thua hai điều xả, ấy được an ổn ngủ. Quý vị thấy khỏe không? Hơn thua bỏ hết thì an ổn vô cùng. Cho nên đối với cái câu hỏi thứ ba này, thì quý thầy chỉ mong quý Phật tử ứng dụng như Đức Phật đã dạy ở trong kinh đó. Chúng ta gặp nhiều điều không như ý muốn thì mình phải sao? Phải giống như Đức Phật nói: Ông có giỗ, ông cho quà bánh, tôi không nhận, thì quà đó, bánh đó về ai? Quan trọng là mình đừng có nhận, mình đừng dính mắc. Đó là cái thứ nhất. Thứ hai nữa là trong cuộc sống, chúng ta phải buông xả cái tâm cố chấp. Muốn mình hơn thiên hạ, muốn thiên hạ phải thua mình, mà nhờ cái tâm buông xả đó. Cho nên quý vị thấy Phật Bồ Tát thảnh thơi tự tại không? Hoàn toàn thảnh thơi tự tại. Như vậy, muốn thảnh thơi tự tại trong cuộc sống này thì chúng ta phải buông xả cái tâm cố chấp. Đó, mà thấy thân không thiệt, lời nói không thiệt, buông xả tâm cố chấp này thì dù người ta nói oan mình, nói nghịch mình, thì mình sao? Vẫn thảnh thơi nhẹ nhàng. Nhớ nha, người ta cho, nhưng mà chúng ta phải sao? Đừng có nhận. Người ta du quan mình mà mình tốt thì thôi bình thường, đúng không? Chứng minh cái tốt của mình trong cuộc sống hàng ngày. Tôi làm, tôi biết. Tôi sống, tôi biết. Mình giải bài rồi hai bên cãi lộn, có lợi ích gì? Cho nên ứng dụng lời Phật dạy thì chúng ta thấy đời sống của mình vui hay khổ? Vui tràn trề. Vậy chúc quý Phật tử ứng dụng lời Phật dạy bằng cái tâm buông xả, không dính mắc, thì hiện tại quý vị
tràn trề niềm vui. Dễ hay khó? Dễ chứ đâu có gì đâu khó. Vậy thì xin kết thúc câu hỏi thứ ba. Thì kính chúc tất cả quý Phật tử bước qua năm mới, năm 2017, tu tinh tấn hơn năm vừa rồi. Quý vị chịu không? Nhiều đó thôi, đủ ứng dụng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin được thành kính tri ân Đại Đức Giảng Sư với phần giải đáp câu hỏi thứ ba, cũng là câu hỏi cuối cùng của chương trình ngày hôm nay. Và giờ đây, trước khi kết thúc chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 57 sáng hôm nay, chúng con xin được thành tâm cung thỉnh Thượng Tọa chủ nhiệm chương trình sẽ có đôi lời nhận định. Chúng con thành tâm cung thỉnh Thượng Tọa. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đại Đức Giảng Sư, kính thưa toàn thể quý Phật tử, trong chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 57 này, chúng ta đã được nghe Đại Đức Giảng Sư trả lời ba câu hỏi xoay quanh vấn đề tu học của quý Phật tử. Thì lời giải đáp của Đại Đức tương đối là rõ ràng, đầy đủ. Ở đây Thầy xin nói thêm một vài vấn đề để bổ sung cho câu hỏi của quý vị. Câu thứ nhất nói về tình hình một số chư Tăng có những hành vi không được tốt đẹp đưa lên các cái trang mạng thông tin Internet hoặc Facebook hoặc là báo chí, khiến cho các Phật tử cảm thấy buồn vì những hình ảnh chư Tăng không được đẹp, làm ảnh hưởng đến cái niềm tin của người con Phật. Thưa quý vị, nói đến Tăng là nói đến một đoàn thể hòa hợp thanh tịnh, còn cá nhân thì chỉ là đại diện cho một đoàn thể. Tất nhiên đã là cá nhân thì là con người. Con người phải có những điều sai sót. Nếu không sai sót thì không phải là con người. Một người xuất gia thì cũng có đầy đủ thất tình, mừng, giận, buồn, sợ, thương, ghét, muốn. Tất nhiên sẽ cũng có những sai phạm. Tuy nhiên, những sai phạm này thuộc về cá nhân. Không vì cá nhân mà chúng ta mất niềm tin đối với Tăng Bảo. Bởi vì Tăng Bảo là một tập thể hòa hợp thanh tịnh. Không riêng gì quý Phật tử. Khi quý Thầy nghe xem những thông tin đó cũng cảm thấy buồn. Bởi vì không biết quý Thầy khác như thế nào, chứ bản thân Thầy khi nghe những điều đó Thầy cũng buồn chứ, bởi vì mình là phàm tăng mà đâu phải thánh tăng. Ở trên trang mạng trước đây chính mắt Thầy thấy và chính tai Thầy cũng đã nghe một trường hợp một ông đó cũng cạo đầu, mặc quần áo vàng dự cái đám cưới, rồi lên sân khấu vừa uống bia vừa ca, rồi vừa ôm cô gái cùng hát. Thì hình ảnh này đưa lên trên mạng thì quý vị thấy rằng quý vị có buồn không? Chắc nó không buồn. Vậy là quý vị cũng là thánh rồi đó. Còn Thầy thì thấy là Thầy buồn rồi đó. Bởi vì Thầy là phàm cho nên Thầy thấy những cái hình ảnh đó là buồn. Rồi các cái trang báo có đăng, chẳng hạn như là ở Đà Nẵng có mấy chú tiểu đánh bài bị bắt. Rồi có chú tiểu thì đi ăn cắp xe. Có một ông tăng thì đi uống rượu.
Thì quý vị nghe những điều này có buồn không? Chắc không buồn. Tất nhiên là chúng ta là phàm phu. Thứ nhất mình là người con Phật thì phải buồn thôi. Không thể nói rằng không buồn. Bởi vì những hình ảnh của chư Tăng mà như thế thì làm ảnh hưởng đến Phật giáo chứ. Sao lại không ảnh hưởng? Ngoài đời người ta gọi là một con sâu, họ làm rầu nồi canh. Tuy rằng đó là cá nhân thôi. Những người đó làm sai thì người đó chịu tội. Nhưng mà cũng vẫn ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của Phật giáo. Thế nhưng mà ở đây đó là người Phật tử thì tất nhiên chúng ta phải coi lại. Chẳng hạn hình ảnh một cái ông cạo đầu mặc quần áo người tu mà đứng ở trên cái sân khấu trong buổi lễ cưới, vừa ca, vừa uống bia, vừa ôm cái cô gái đó, chắc chắn là không phải ông thầy tu. Đó là điều mình phải sáng suốt ở chỗ đó. Còn chẳng hạn trường hợp mấy chú tiểu đánh bài, đi ăn cắp xe hay là uống rượu, xin thưa đó không phải là những người mượn chiếc áo để mà sinh sống đâu. Họ cũng thực tu đó. Nhưng mà do gì? Do tuổi trẻ bồng bột, không giữ giới luật, không khép mình vào khuôn khổ kỷ cương. Và đôi khi do vui quá cho nên không có kiểm soát được mình. Chứ không phải là họ không thật tu đâu. Rất là nhiều người thật tu đó, nhưng mà cuối cùng đụng cái mình thấy họ bị phạm giới là do họ không có làm chủ được mình. Như vậy những người đó chúng ta đáng thương, bởi vì họ không có khép mình vào trong khuôn khổ. Do một phút buông lung phóng túng nào đó mà họ làm những điều như vậy để ảnh hưởng đến một đoàn thể tăng già thanh tịnh. Điều này chúng ta thông cảm. Và đối với dư luận thì chắc chắn là điều đó phải có thôi. Tất cả một tập thể nào cũng vậy, chứ không phải là Phật giáo. Bây giờ quý vị nhìn qua cái tôn giáo khác, các vị tu sĩ có hoàn toàn tốt hết không? Có không? Không thể có. Thời Phật là một vị đại giác, đại đức, đệ tử của Ngài có tốt hết không? Có không? Sao nói nhỏ quá vậy? Rõ ràng thời Đức Phật cũng có các sư phá giới, cũng làm những điều sai. Thì như vậy ở một thời đại nào, ở một tập thể nào, cho dù tập thể đó rất là cao thượng đi nữa, cũng có một số thành phần không tốt ở trong đó. Thì chúng ta phải chấp nhận. Mình chấp nhận. Và mình xem rằng đây chỉ là cá nhân thôi. Chứ còn mình phải nhìn một thực tế. Chứ mình đừng có nói cái gì mà cái gì cũng tốt đẹp hết á. Thầy thì luôn luôn thầy nói cái gì nó thực tế à. Cái gì nó sự thật là sự thật. Bây giờ mình làm sao che được? Báo chí họ đưa lên như vậy, trên mạng đưa lên, hình ảnh đưa lên vậy, giờ mình che làm sao? Không thể che được. Mình phải chấp nhận thực tế như vậy thôi. Nhưng mà đối với người Phật tử chúng ta nghĩ rằng đó chỉ là cá nhân thôi. Còn Tăng là một tập thể tăng già hòa hợp thanh tịnh. Mình tin tưởng ở cái tập thể đó. Còn cá nhân làm sai thì cá nhân đó chịu trách nhiệm. Và mình thứ nhất xét lại coi người đó có phải là thực tu không. Thứ hai, mình có thể thông cảm vì họ là phàm tăng chứ không phải là thánh tăng, cho nên rồi họ cũng có những cái sai phạm. Bây giờ nói ngược lại, tất cả chúng ta ngồi đây có ai không sai phạm không? Có không? Ai không sai phạm thì mời lên tòa sen ngồi. Đó là thầy có nói thêm về câu thứ nhất. Câu thứ hai đó, vấn đề quy y thọ trì năm giới và những người sản xuất rượu, thì Đại Đức Giảng Sư trình bày rõ ràng cụ thể rồi, thì thầy không có nói thêm cái câu này.
Riêng câu thứ ba đó thì phải nói rằng Đại Đức Giảng Sư trả lời rất là tuyệt vời, quá hay. Thế nhưng đối với bản thân thầy thì chắc cũng chưa làm được, chưa làm nổi. Bây giờ thí dụ như thế này, chúng ta khi gặp một vấn đề gì đó là mình cần phải có trí tuệ, chứ không phải lúc nào mình cũng im lặng. Bây giờ người ta nói xấu mình, im lặng, được. Nhưng mà ta vu khống mình, rồi người ta đi thưa mình, rồi công an bắt mình, thì lúc đó mình có im lặng không? Đó. Rồi bây giờ đi ra tòa mình có nói những cái sự thật của mình không, hay là cái im để cho người ta vu khống mình, ta bắt nhốt mình, ta kết tội mình 10 năm tù, mình chịu không? Cho nên đôi lúc á, chúng ta im lặng là đúng. Nhưng mà đôi lúc có những trường hợp chúng ta phải có trí tuệ. Họ chửi mình thôi nhịn cũng được, nói xấu mình cũng được. Nhưng bây giờ tự nhiên đó người ta vu khống mình, rồi người ta thưa mình, rồi công an bắt mình nhốt, lúc đó mình im không? Không, đối với các vị mà tu cao đó thì im được. Còn chắc thầy thì cũng chưa im được đâu. Phải biện bạch để cho rõ ràng đúng sai. Tự nhiên là người ta vu khống mình rồi đi thưa, mình không có nói. Mà cái này là mình nói đúng hay nói sai? Nói đúng. Mình không phải là mình nói sai, mình không nói thêm, nói bớt, nói đúng. Thì mình phải bảo vệ chứ, bảo vệ cái đúng chứ. Chứ giờ mình im người ta nói xấu, mình để mình bị tù à? Lúc đó thì chúng ta không im lặng được. Nhưng mà ai im lặng được, người đó là thánh đó. Bởi vì mình im lặng để mình chịu ở tù 10 năm là ngon rồi. Còn nếu mà mình là người phàm thì có lẽ là mình không im lặng được. Mình phải nói đúng sự thật, nói làm sao là mình chứng minh là mình không có tội. Chứ lúc đó không thể nói rằng tôi im. Đúng không ạ? Đại Đức Giảng Sư trả lời câu đó rất là hay. Bởi vì đó là đứng trên quan điểm của các bậc thánh. Giết mình cũng vẫn im, không sao. Trong quá khứ tiền thân của Đức Phật đó, người ta vu oan tới nỗi mà giết chết ngày ngày cũng vẫn im lặng. Nhưng mà mình thì được không? Chưa được. Cho nên mình còn dở thế đó. Thì ở đây ý thầy muốn nói là trong cái trường hợp này mình phải ứng xử có trí tuệ. Khi nào mình cần im lặng, khi nào mình cũng phải cần nói. Mà mình nói đây là mình nói sự thật, chứ không phải là mình nói thêm nói bớt gì cho người khác. Thì đó là ba câu hỏi mà Đại Đức Giảng Sư đã trình bày. Thì thầy cũng có thêm một chút như vậy thôi. Trước khi dứt lời, xin thành kính tri ân Đại Đức Giảng Sư đã hoan hỷ nhận lời mời của ban tổ chức về để giải đáp những câu hỏi xoay quanh vấn đề tu học của Phật tử. Kính chúc Đại Đức luôn thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Nam Mô A Di Đà Phật.